Bảo cái gì bà? Bảo là thích chồng. Bảo thèm lấy chồng đúng không? À, vâng ạ, xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì em Đào cùng với lại chỗ cháu Phà đang có mặt tại cái tuyến đường đi vào nhà của em Chía, chồng vừa mới mất cô bác ạ. Như lên trên chỗ nhà của ba ông bà ấy thì bà cũng bảo là muốn sang đây để đi thăm chị Chía cô bác ạ. Bà là gọi bằng chị rồi. Thì là em Đào cũng với lại cháu Phà là vừa mới đến nơi. Thì hôm nay cũng không mua được gì đâu cô bác ạ. Tại vì là nãy em Đào cũng tiện đường lên trên chỗ nhà của ba bà cháu ấy, nên là không mua được gì vào, chỉ đưa bà vào thăm chị thôi nhỉ. Thì muốn gặp à? Tự nhiên thấy bảo là đi thăm chị Chía, thế thì hai cô cháu cũng có mặt ở đây rồi. Thì cũng không mua được đồ ấy. Lúc nữa thì em Đào cũng xin phép là trích một ít tiền của các cô bác có gửi cho nhà của em Chía ấy để đưa cho em. Đấy, cũng không có quà vào nên là em đưa tiền cho em để em có thể là tự đi mua lấy cái gì thì lấy. Gạo thì còn cô bác ạ. Nói về gạo với nhu yếu phẩm thì hôm trước chúng em cũng vừa mới mang lên thì có mỗi hai mẹ con thôi ấy, chắc là vẫn chưa hết đâu. Thì gạo mua lên nhiều cũng sợ nó hỏng nên là đợi ăn sắp hết rồi chúng em mua lên sau. Nói chung là cũng không thấy thiếu đồ gì cần thiết lắm. Gạo, mắm, muối, mì chính là nhà là có đầy đủ rồi. Thế thì bây giờ là chị Thắm là không đi được xe nên là chỉ có em Đào là đi vào trên kia thôi. Tại vì cái tuyến đường thì rất là bé. Như hôm trước em Đào đi lên cô bác cũng thấy rồi. Thì cũng có rất nhiều cô bác bảo là em Đào sao đi xe liều thế. Thế là lên đến tiết trên kia liền. Thì ở nhà em Đào đi chở gạo, chở thóc ấy. Là em cũng đi con đường bé bằng cái con đường đi lên thôn Lũng Đình này cô bác ạ. Em quen rồi nên là cũng không thấy sợ mấy. Thế thì giờ thì bà đi bộ hay đi xe? Hả? Vì đói quá không đi được á. Thế đi xe nhá. Nãy thì qua đến bên này thì bà cũng kêu đói rồi. Nhưng mà ở trong chỗ thôn Lũng Lình ấy thì tuyến đường từ Kho Vai vào là không có quán nào bán hàng cô bác ạ. Nên là vẫn chưa mua được cái gì cho bà ăn. Lên trên này để cô xin mềm mén cho ăn nhá. Đi. Thế thì chị Thắm đi bộ nhá. Để em cùng với lại bà là đi xe. Bà bảo là đói quá không đi được rồi cô bác ạ. Ngày đầu tiên đi làm. Đi nhỉ. Vâng cô bác ạ, đây sau một hồi thì em Đào với lại cháu Phà đã có mặt tại gần nhà của em Chía rồi. Đây, xe thì cũng vừa mới lên đến đây. Nói chung là cái đoạn ở gần sông ấy thì rất là khó cô bác ạ. Thì
Pà là cũng phải xuống một đoạn khá là dài đấy. Đấy, từ dốc đi lên là mới đèo Pà lên. Kêu đói á. Rồi thì tí vào nhà để hỏi em chị xem là có cái gì ăn không. Hôm mai đi là mang cái gì đi theo nhỉ? Hôm nay là cũng còn sáng rồi thì là bỏ vào trong này. Không nghĩ là hai chị em lại vào chỗ nhà em Chí ấy, cô bác ạ. Tưởng là đi vào chỗ nhà của ba ông bà xong rồi lại vòng về Khâu Vai rồi ăn ấy. Nhưng mà bà lại bảo là đi thăm chị Chí ấy, nên là vào đây. Thế là bà giờ đói rồi. Thế thì vào nhà xem là chị Chí có gì ăn không? Đi. Đây là nhà của chị Chí ở đây. Chị ở đây bao giờ nhà đúng không? Ở đây qua đây đi này. Biết chưa? Nhìn thấy ở trên video thôi đúng không? Thế là ở trên video với ở ngoài là xinh hơn hay là ở trong video xinh hơn? Ở trong video xinh hơn. À, chưa? Vẫn mộng à? Vẫn xinh mà. Chí thì vẫn rất là xinh cô bác ạ. Đấy, một đời chồng. Nhưng mà nói chung là vẫn còn rất là trẻ. Đấy, có rất là nhiều anh, nhiều bác là hỏi đến em Chí này. Hôm trước vào đây thì còn nghe em Chí bảo là có một ông nát rượu gần 60 tuổi rồi cơ, nhưng mà vẫn xuống đây để muốn có em Chí để làm vợ ấy. Nhưng mà em Chí bảo là nát rượu nên em Chí không thèm và cũng chỉ muốn ở với con thôi, nên là không đồng ý lời không đồng ý để anh kia xuống đây nữa cô bác ạ. Đấy, thế thì bây giờ vào nhà đi. Phà nóng thì cởi bớt áo ra. Nóng thì cởi bớt áo ra. Chí nhà còn cái gì ăn không? Bỏ chín nào chú mua? Chín nào? Mua bỏ chú mua? Mua bỏ mông chú mua? Mua rồi. Mua từ tí nào? Mua xe tát rồi. Thế chí ăn chưa? Thế thì với Pà ăn cơm đi. Ô, đợi từ tí nó mỏ á. Đây, Pà lấy cái mâm xuống để cô tìm xem là có gì ăn không? Mua. Thế ăn chứ, từ mua miêu quá. Ây da, món này ngon vớ. Thế ăn này. Cái này lấy ở đâu về đây? Nó có tứ tổ à? Nó khó sợ thì chỉ lưu nó chạy sợ. Ôi da, ngon với cô bác ạ. Đây này, cái này là cá, chỉ bảo là nướng rồi. Phải cá nướng không Pà? Đấy, rất là ngon này, nhìn rất là ngon. Bảo là lấy ở trên nhà bác về mua ấy. Không phải là cho đâu, bảo mua chỗ này 100.000 cơ. Biết nướng ấy nhở, vàng khè, thơm đét luôn. Cá đấy. Cá. Đây để tìm mà, cái này cũng vừa nướng xong thôi, ăn luôn đi. Để tìm xem nào. Đây là rong dưa rồi. Tái lấy cái bàn kia xuống để cơm. Nhưng có thể nghe đâu. Xì này mà. Xì này mà. Cái xì này mà. Xì này mà. Hết rồi à? Hết. Còn bằng này thôi á? Ừ, cả nó. Không nấu cơm à? Ừ. Chỉ có mò lắm. Này mua cá lóc không? Đi xin đây này cô bác ạ. Tại vì là nhà của em Chí là còn một tí thôi nên em Chí bảo là sáng nay không nấu, thì sáng nay em Chí cũng có ăn rồi, nhưng mà còn một tí giờ đi sang chỗ nhà anh già để xin. Nhưng mà đây là món này là ngon rồi, tuyệt vời rồi. Ăn cơm mềm mén thôi Pà. Ăn được không? Ở nhà tôi ăn mềm mén mà nhỉ. Được, xem nào, lấy vào đây thì xem là trong này hết tối cô bác ạ. Xem trong này là có món gì. Đây này, làm như này để nướng cá đấy. Cái này là hành với lại cũng là cá nhưng mà ăn hết rồi. Ôi dồi, nhiều thế, tưởng là đi lấy mèn mén là đi lấy cơm à. Đây, Pà nhặt hai con cá đi ăn đi. Xin chị Chía đi. Sao lại không ăn? Ngon mà, chị Chía cho ăn mà. Đây này, có cả canh các chị. Có rau. Ừ. Mang ra bát thôi chị ạ, không mang ra cả nồi đâu, ăn không hết đâu. Đấy. Ủa chín non đấy. Ủa đợt từ nến non mà nó.
Em Đào thì nhịn quen rồi nên là em chưa thấy đói của bác ạ. Tối về thì mới ăn một bữa thôi. Có hôm thì được một bữa, có hôm thì hai bữa. Để tính ở bữa sáng đấy. Hôm nay thì cả sáng nay em Đào vẫn chưa ăn. Nhưng không thấy đói, quen rồi. Ôi ôi. Chị ăn à? Chị ăn cá. À ăn cá thì ăn đi. Ăn cá thôi thì đừng ăn, để cho em chị ăn. Ăn cơm thì ăn. Thấy ngon quá. Để ngon mà. Nhìn thơm nước luôn nhỉ, vừa nướng xong ấy. Có con nhỏ nhỏ ấy. Bà ăn cơm đi bà ơi. Nó lên lắm mà. Ăn đi. Đói. Đây này, cơm canh này. Hai con. Nong. Nong mà là với nong à? Nhớ nong có nong. Nong. Nong con ơi, ăn cơm. Cô ơi ăn cơm kìa. Đây đợi con tí. Lấy đi. Tụi Ninh này hình như tôi sổ on à? Ờ, nơi tôi tay tôi sổ on à? Bảo với chía bảo là em này đòi về thăm. Ờ, ớt nong. Tụi Ninh này tới tay tôi sổ on à? Nếu bỏ họ video nè. Ừ. Mông mà. Mông. Ừ. Bà bảo là ăn cùng em đi, mẹ em về xem chị. Con không ăn cơm đâu, con cá thôi. Chín này chín nào. Thấy cá thơm ngon quá. Với nó. Nó. Hôm nay lên đây là được ăn ké một bữa cơm ở nhà chị Chía rồi nhá. Ăn đi. Nói thì ăn đi. Đây là bác thanh niên này. Hay cười nhỉ, sát gái à? Hôm nay là không mua được gì cho chị đâu chị ạ. Ăn đi, này cá này. Ngon. Ngon chả. Ăn cá đi, lấy ăn đi. Thế thì trích một ít tiền của các cô bác gửi chắc là của anh Mạnh Hưng Hà ở Thái Bình nhá chị nhỉ. Anh có gửi cho em Chía là 300.000. Lúc nữa thì em Đào cũng xin phép anh là thay mặt anh gửi lại 300.000 của anh cho em Chía. Có thể là tự đi mua sử dụng vào mục đích cá nhân. Đấy. Còn là gạo thì vẫn còn. Đây để em Đào quay qua cho cô bác xem. Chỗ này là vẫn còn rất là nhiều gạo nên là em chưa mua vào. Ba bao này thì ăn được khoảng mấy tháng nữa à chị? Hai tháng à? Đấy, hai mẹ con là thoải mái ăn thế. Khi nào hết thì mình mua vào sau. Vẫn còn vào đây nhiều mà. Cách nhạt à? Phải cách nhạt là đúng không? Cách này nhạt hay là mặn? Ngon không? Ngon ngọt à? Thôi. Hai chị em dùng đi. Không ăn nữa à? Ăn thử miếng cá thôi nhưng mà ngon thật. Ăn thử một miếng thì nãy giờ em thấy chắc tầm 5-6 miếng rồi. Đúng không bà? Hả? Đúng. Ừ. Nhìn bà với lại Chía xinh gái nhỉ? Thật mà. Xinh như nhau. Ừ. Đúng không Chía? Cho chị cho. Ừ, rồi. Nên là bà cũng bảo là nhìn em Chía thì rất là khổ. Đấy, bà cũng khổ, bảo là hai chị em muốn lên thăm nhau. Thế nói chuyện với nhau đi. Bà lên than sao lại im thế? Hỏi cái gì thì hỏi chị đi. Thắc mắc cái gì thì hỏi chị Chía đây này. Hả? Đói quá ăn cơm xong. À, đói quá ăn cơm xong á? Ờ, đi ăn cơm đi nhá. Đợi một lúc để cho bà ăn cơm no đã của bác ạ. Xong rồi là xem là bà là lên đây thăm chị Chía là nói chuyện gì với chị Chía nào. Cái vườn to trên này là rào vào chứ hả Chía? Hả? Cái vườn ở trên này này. Có rau nông này à, rua đẩy vào một thầy mà. Nhờ mà. Ở thầy mà. Ờ, tu tu. Tu à? À, bảo là mọc lên tốt tốt rồi. Tí nữa để chị ăn cơm xong thì đi mấy chị em mình lên xem cái nhỉ? Vâng, một lúc nữa đợi em chị ăn cơm xong thì lên xem mà rau hôm trước gieo là lên chưa. Ăn cơm đi. Đây cô bác vừa mới đợi bà với lại em Chí ăn cơm xong. Đấy thế thì bà bảo là muốn hỏi chị Chía cái gì thì hỏi đi. Đây này giờ ăn xong rồi. Ông bạn đã xem này nè. Nó cả cả sạch xem. Với bài tử. Thế á? Ông bạn có thử lấy gì à? Cô bác nói về. Để bà nó tự hỏi cô bác ạ. Hỏi không phiên dịch cho các bà nghe nhé. Hỏi xong rồi Chía trả lời cái gì thì phiên dịch vào đây này cho các bà nghe. Má nhô 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 n
nhớ bếp thịt lẩu. Nhớ bếp thịt lẩu. Nói vậy thì tìm mình xài. Phải chứ được tìm xài. Lưu sĩ bảo. Lưu thế nhớ có bán nhớ nhớ ra. Nhớ ra hà, đã khá khứ. Nhớ bảo, cho kì mà hà mà chị hành. Mà chị hành á? Ồ, giờ cho kia mùa hôm mỗi lúc bà đây nữa mà. Ồ, còn tầm mùa. Ừ. À, giờ là biết rồi. Thế thì em chỉ bảo là cái thôm ngò kè gì ấy. Thì hôm nay mới biết bảo là cái đường vào là cái đường đi xuống chỗ bên dưới cái quán bán hàng mình hay mua ấy. Đi xuống cái hồ treo ấy, ở chỗ kia đi. Ừ, thì ra là ở đấy à. Hai chị em đang nói chuyện với nhau. Sao bà không phiên dịch cho các bà nghe? Phiên dịch không được. Phiên dịch không được á? Thế nãy chị bảo cái gì? Chưa phiên dịch được các bác ạ, hôm nay thì mấy ngày đầu thôi, vẫn còn ngại ngại ấy. Đấy, đợi mình không nữa rồi quen. Đấy, chị này là cũng ở Khâu Vai này, ở chỗ của bà đấy, nhà về đây lấy chồng. Xong rồi là chồng mất rồi thì mới xuống đây ở. Má nó nhớ như chia nên là nhớ. Nó nên như như chia con này về. Như thân đầu sông là nít à? Như thân, ớ sông. Ớ sông á. Hôm nay trả thầm như à? Đi tớ tớ em như vậy. Đi tớ nè. Ta là hỏi mà là có mấy con rồi. Và về đây được bao nhiêu năm rồi ấy cô bác ạ? Đấy thì cái này thì trước cô bác cũng đã nắm được rồi. Em Chía này thì có vừa có một cháu thôi, đang điệu ở đằng sau ấy. Đây là con của chị Chía đây, một em bé này. Chị trai đi tớ à? Đi tớ. Đi tớ là trai hay gái? Trai. Đấy, đấy tự hỏi đấy. Thế là Chía này thì nhìn cũng rất là trẻ nhỉ? Bà nhà trẻ không? Trẻ. Nhìn trẻ như bà đấy, thật mà. Con mua được sáng lấy gì à? Mua cà phê sống đi cho gì à? Chắc chơi cho chị mở rồi nè. Cái gì à, là gì là hay à? Ôi ô. Bảo cái gì bà? Bảo là thích chồng. Bảo thèm lấy chồng đúng không? Bà bảo là sao mà chị lấy chồng sớm thế cô bác ạ? À? Xong rồi chị ấy bảo là thèm chồng, thèm trai. Chính xác hơn là bảo thêm trai, nhưng em đào phiên dịch ra thì cho đỡ thô hơn là thèm chồng, nhưng chỉ bảo là thèm trai nhưng kiểu là người già hay nói ấy. Đấy, thế bà thì có cảm giác gì chưa? Chưa nhỉ? Chỉ là lấy chồng hơi sớm, nhưng mà giờ thì vẫn còn rất là trẻ mà có con thôi ấy. Mình nữa mà chỉ con lớn một tí nữa là khi giúp được bố mẹ làm việc rồi ấy, thì chỉ vẫn còn rất là trẻ, tại vì là giờ dùng câu á. Chị bà rộng. Rộng à. Rộng xinh quá nhỉ, đúng không? À, bà bảo xem trong video thấy xinh nên mới tò mò mới về đây thăm đây này. Đấy, hôm nay lên thăm được người ta mời cá rồi còn gì nữa. Chị ấy thì có cả các chú sau mấy mấy tuổi còn về hỏi để lấy làm vợ đấy. Hôm trước vào ấy, kể lại là rất là không biết nói gì hơn luôn cô bác ạ. Đây thì hỏi xong chưa? Còn hỏi cái gì nữa không? Hả? Không hỏi nữa à? Không hỏi nữa thì đi lên vườn xem rau nhá. Đây chị đứng dậy để chị trao lại cái phần quà của anh Mạnh Hưng à cho em này. Hôm nay vào đây thăm em ấy là cũng không mua được cái gì, thì chị cũng trích tiền của anh Mạnh Hưng Hà để đưa cho em ấy, thì em có thể là sử dụng vào cái mục đích cá nhân, như kiểu là thiếu cái gì hay là muốn mua cái gì thì em dùng cái tiền này nhá. Phiên dịch viên. Bà là vẫn chưa nghe được mấy. À, nó mình cũng tua chỉ do tỏ chỉ lò vũ ơi, còn đi mà do như là tủa tiền lầu Mạnh Hưng Hà nhá. À, rua là bếp của u rồi có rồi gì mà rua nhá. Ba trăm của anh Mạnh Hưng Hà. So sánh à? Màu trả được biết là bao nhiêu anh tôi trả được biết nào. Cảm ơn anh, hai mẹ con cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy thì bây giờ thì lên trên vườn rau của em đi xem nào nó lên chưa và đào có chắc chắn không ấy. Cái xe chỉ rau của tao thôi. Chị nên nấu cá trồng. Đứng ngay trên này rồi. Nó này là hôm trước vợ chồng bà. Nhà này bé nhỉ? Bé hơn nhà bà đúng không? Hả? Nhà bà với nhà này bé hơn nhỉ? Nhưng mà nhà này là thấy anh già cũng bảo là chia cho mấy ít đất để nếu mà có bác giúp đủ tiền làm nhà ấy thì anh cũng chia cho đất. Hôm trước thấy chỉ rộng lắm cô bác ạ, anh chỉ từ bên này sang bên kia lên tít trên này cơ. Anh bảo là
cô bác là người lạ còn giúp được em gái của mình, thì mình là anh trai, mình không bỏ được tiền thì cũng có một ít đất ấy, là cũng chia cho em. Đấy, thẳng cánh cò bay luôn thật đấy. Lên chưa bà? Lên được. Cái này bảo em bảo chị Chía bảo làm luống ấy để tưới dễ hơn. Nhưng mà cái này cũng không phải là gieo xong để đây luôn đâu cô bác ạ. Thì lúc nó lên lớn một tí rồi ấy thì sẽ nhổ ra đi trồng riêng ấy để nó lên và đẹp hơn. Cái này là vườn rau của em Chía đây. Cái này không chắc ai làm cho. Nhà tự ăn à? Hả? Âu ăn à? Ừ về. Tự làm không đủ phải lấy cái chứa về làm à? Bé quá nhỉ, xong rồi phải lấy cái chiếu này, cái chiếu hy sinh một cái chiếu đấy. Chiếu này thì vẫn còn dùng rất là tốt thôi. Đây như này là chịu khó tưới nước vào nhá. Có dưới đê không? Dưới mà. Chỉ mà nơi tuổi. Dưới. Tại cái tại cái mà dưới, chọn tốt mà dưới. Đúng rồi, một ngày là sáng tưới, tối tưới là nó lên rất là tốt đấy. Cái này không biết chăm mà không chăm sóc tốt cho nó cũng chết thôi cô bác ạ. Công cốc thôi, trồng cũng không được ăn ấy thì lại vô bổ. Đấy, cái này thì em cũng vừa tưới xong, nước vẫn còn rất là ướt này. Làm như này là con gà không vào được rồi. Đi xuống nhà đi rồi, nắng quá em bé. Thì em điệu con thì em buộc cái tóc cao lên. Mình gì à? Buộc cái tóc này cao lên đây này, dính hết vào mặt cháu rồi. Đi về đi em bé, nắng quá. Thanh niên trắng nhỉ, con của chị trắng nhỉ, phải nhỉ, trắng hơn cả mình luôn. Trồng cả hoa cơ. Trồng được cả hoa cơ. Cái này là hoa gì nhỉ? Chị hoa gì? Hoa hồng à? Hoa hồng này nhìn lạ đấy. Nó không tốt thì chẳng thế. Cái đất cằn quá. Thế là mấy hôm nay là còn có anh nào xuống đây không à chị? Hả? Có mấy hôm nay đi nhỉ? Thở thì mua mua lấy tôi thì chúng tôi chỉ tua. Lâu á. Bảo là hôm qua là vừa em nào hỏi qua bảo là mấy hôm nay còn ai xuống đây không thì em Chía bảo là còn ông hôm trước say rượu ấy xuống đây một lần nhưng mà em Chía không đồng ý. Hôm qua lại vừa xuống tiếp nhưng mà em Chía kệ không quan tâm. Đấy cô bác ạ, chảnh lắm. Là kệ không quan tâm nên là đi về rồi. Thế là cũng hay xuống đây nhỉ ông đấy ấy. Thích Chía lắm vỡ. Từ giờ tao mới nhớ hay không? Được sao rõ của vân nỉ á? Chị anh cơ, là thằng nhỏ nhỏ sao? Mà nhớ mà. Như cơ, chị nhỉ nhỉ. Như chơi. Mà là thích em lắm nhưng em không thích lại. Em thích ở với con một mình thôi. Cái này thì xem nào, còn lên không? Không lên giả Chía đấy. Không tên Lì à? Lì à? Chị này để được 4 đứa hay 5 đứa nhỉ? Hôm trước hỏi vẫn còn rất là xinh đứa. Gái này. 4 đứa con còn xinh hơn cả em nào. Em tự ti lắm các bác ạ. Nhìn em già hơn tuổi ấy. Chị này là 4 cháu rồi. Tôi đi con rõ tù mà. Rõ tại nó mốc la chẳng sao. Mốc la. Thế là giống mẹ nhỉ này. Cái này là theo mẹ luôn này, cái tai ấy. Cái này gọi là cái gì hả chị? Giới dịch cái tật ấy. Không phải ra, hình như là cái có một tí thịt thừa thừa nhỉ? Thịt thừa, mẹ đây này, có. Mẹ cũng có này. Còn cháu nào có như này nữa không chị? Ừ. Một lúc con thì... Ít tụi ní mua thế à? Ừ. Tụi ní mua thế mà? Mua đấy, tụi lán mua. Tụi ní mua chứ mà? Tụi chín mua đó. Ít tụi ní mua thế đó? Ừ. Em bé này có thôi, còn lại là không có. Cái này cũng không sao đâu mà. Em còn thích sờ ấy. Trước đi
Anh trai của em này có. Có được. Nhưng mà có cái lỗ ở đây này. Bóp ra cái gì ấy, chả biết là cái gì. Nhưng mà có cái lỗ bé bé ở đây này. Cái này thích sờ. Trước đi học ngồi cùng một bạn có cái này này. Thích sờ. Đấy, chị này là nhà ở bên này này. Ô, từ chi đi. Có chồng nhưng mà chồng đi làm rồi. Đấy, còn mỗi chị với lại các con nhỏ ở nhà. Đấy, cái thời gian mùa này thì đã không làm gì. Nhưng mà đến mùa làm nương, làm ngô ấy, thì như chị bây giờ là điệu con nhỏ đi làm đấy cô bác ạ. Vì là rất là vất, chồng thì đi làm, không đi thì không có gì ăn. Ngô thì một năm cũng làm nhưng mà không đủ ăn. Vụ nào cũng làm một vụ thôi, một năm làm một vụ nhưng mà vẫn là không đủ ăn. Nên là các anh ấy hầu như là đi làm thuê. Xong rồi đi một tháng thì lại quay về xem là vợ con là hết cái ăn chưa để mua về. Xong lại đi đến mùa làm nương ấy, thì các chị em người dân tộc Mông ấy, em đào thấy rất là vất. Mang một ít cơm, ít mèn mén ấy, với lại một bình nước lã đi rồi là trưa ấy là làm đến đâu là ngồi đến đấy ăn luôn. Không có nghỉ ở gốc cây hay là nghỉ trưa đến một giờ mới làm mà ăn xong là làm luôn. Không về, dù nương có ở dưới này thì vẫn mang đi luôn. Để không tốn thời gian ấy. Đấy, đi làm ở đâu là ăn ở đấy, đến tối mới về. Nên là mùa làm nương của bà con trên này là đi vào các hoàn cảnh rất là khó gặp với mọi người. Đi là ít khi gặp lắm, đi làm hết rồi. Liên lạc thì không liên lạc được trước này, do là không có điện thoại. Mà có thì ở trong này cũng không có sóng này, như ở trong chỗ nhà anh già lần này. Mà liên lạc với nhau ấy, thì chỉ có ở trên đường, liên lạc bằng sức thôi. Còn bằng điện thoại thì không có, không gọi được. Đi về chưa nhỉ bà? Ai dạ, hai chị em đang cảm ơn nhau. Bà bảo là cảm ơn chị đã cho em ăn một bữa cơm rất là ngon, có cả cá nướng. Em Chía cũng bảo là cảm ơn em vì đã không ngại đường xa vì vào đây thăm chị cơ cô bác ạ. Hai chị em này có vẻ là rất tình cảm ấy nhỉ, vừa mới gặp lần đầu thôi ấy. Đấy, đi về đi nhỉ. Đấy, thế đi về nhá chị ơi. Bà bảo em đi 2-3 ngày em lại vào thăm chị. Đấy. Thế là thích ở đây không? Cho ở đây với chị Chía luôn này. Thích à? Rồi, thế thì cô đi về trước đây. Đi, thế đi. Bà là thích ở đây đấy nhỉ. Nhỏ nhá. Mà nhỏ. Đang được nhỏ chứ nên nhỏ nên đây cô bác ạ, đây thì chắc là video hôm nay em Đào cũng xin phép là khép lại cái nội dung tại đây thôi. Tại vì là cũng cùng với đại bà lên trên này để thăm em Chía một lúc thôi ấy. Giờ thì cũng 2-3 giờ rồi. Thì lên đến trên đường ấy bọn em còn đi thêm hoàn cảnh nữa nên là không ở với em Chía được lâu. Nên chắc là để ngày mai ngày kia lên thăm tiếp nhỉ. Bây giờ thì hẹn gặp lại cô bác anh chị ở thước phim sau ạ. Xin chào.